Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Thiêu tinh nhật ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần phân tích thời sự ngày hôm nay thì Phong vẫn gửi đến quý vị cái phần mà chương trình của Phượng Mai Official. Mong là quý vị tiếp tục vào đó xem, hỗ trợ cho các anh chị nghệ sĩ. Và chúng tôi vừa bỏ lên các cái clip mới. À, Sử gia Phạm Trần Anh, cuộc nói chuyện với danh ca Thanh Lan. Và cuộc nói chuyện với lại anh em Pháp Luân Công. Những người đóng góp trong cái đoàn vũ nghe thường sen đã từng biểu diễn khắp nơi trên thế giới thì quý vị đây sẽ là một trong những cái channel mà giúp cho quý vị có được những cái chương trình giải trí nhẹ nhàng những cái kiến thức về sử những cái câu chuyện của anh chị em nghệ sĩ cũng như là những cái phim những cái clip những cái ca nhạc quý vị có thể vào đó xem hỗ trợ tinh thần cho anh chị em nghệ sĩ và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ để có được cái niềm khích lệ có được những sản phẩm tác phẩm mới và sản phẩm mới nhằm cống hiến cho tất cả khán thính giả và đó là cái thông báo của phòng và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần thứ hai của hiu nhật ký quý vị à, trong cái phần thứ hai này thì à, có lẽ tôi đi bản tin trước bởi vì trong ngày hôm nay thì chính thức công an cộng sản việt nam thông qua cái gọi là hội đồng xét xử của họ đã kết án 5 năm tù với cụ lê tùng vân trên 90 tuổi về cái tội mà họ gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tức là điều khoản 331 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 và được bổ sung vào năm 2017. Trong đó thì ngoại trừ ông à, à, cụ Lê lê Tùng Vân, 90 tuổi, đã bị kết án tù nặng nề ra, những người còn lại đã bị kết án khoảng à, ở 4 năm tù cho tới 3 năm tù. Và đây là cái vụ án đã được cư dân mạng chú ý khá nhiều và quý vị ở trong đây thì cái kết quả của cái vụ án này có lẽ chúng ta đã đoán trước bởi vì à, chúng ta đã đoán trước là phía cộng sản việt nam không để cho bất kỳ một tôn giáo hay mà một cái cuộc tu tập nào mà nằm ngoài tầm kiểm soát của đảng cộng sản do đó bản án này nó không có làm cho chúng ta bị kinh ngạc có điều quý vị từ vụ án này tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy sự phân biệt đối xử của đảng cộng sản đối với lại những người ở sống trong việt nam và những người được gọi là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mà trong đó quý vị cụ lê tùng vân đã bị kết án về cái tội gọi là um, à, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm à, xâm phạm quyền lợi nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tức là điều luật 331. Vậy thì những kẻ đã khởi kiện khiến cho cụ Lê Tùng Vân đi tù có bị à kết án tương tự như hay, vậy hay không và bằng chứng của họ cũng không khác gì của cụ Lê Tùng và Lê Tùng Vân cả quý vị. Ok, tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy. Nhân vật mà tôi muốn nói tới tức là nhân vật Trần Ngọc Thảo. Trần Ngọc Thảo bây giờ mang tiếng là nhà tu. Với cái pháp danh là Thích Nhật Từ. Quý vị, và nhân vật này là nhân vật đã thường xuyên đã có những cái phát ngôn xúc phạm tổ chức cá nhân theo cái điều luật lợi dụng quyền tự do dân chủ 331. Thứ nhất, quý vị, trong các bài thuyết giảng của Thích Nhật Từ đã có những cái hành động xúc phạm tới đạo Thiên Chúa và trong đó ông ta đã có những cái, cái ngôn ngữ phát biểu rất là à, gọi là xúc phạm một cách nặng nề tới các vị linh mục và kể cả những giáo dân của đạo Thiên Chúa giáo trong nhiều bài thuyết giảng của ông ta mà bây giờ quý vị vẫn có thể xem lại trên các cái hệ thống YouTube mà ông ta đã từng phát biểu, quý vị những lời lẽ xúc phạm này có bị xem là vi phạm? vào cái uh, điều luật hình sự 331 của bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam đã ban hành hay không. Và ngay cả luật sư đại diện cho uh, thích Nhật Từ ngay trên sàn của tòa án cũng đã công khai xúc phạm tới uh, tới đạo Thiên Chúa giáo. Khi mà đưa ra cái lời phát biểu là nói rằng là uh, nếu nói là Chúa Giêsu cũng ngu như vậy thì sẽ thế nào. quý vị Thích nhật từ khởi kiện à, của Lê Tùng Vân và bên tỉnh Thất Bồng Lai. Trong cái lá đơn nói rằng ông ta ngu như bò. Và ông ta cho rằng cái hành động này đã xúc phạm ông ta. Và ông ta đã à, thúc đẩy và công an sử dụng cái điều luật 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm à, và xâm hại lợi ích nhà nước tổ chức cá nhân. Thì quý vị... Thích Nhật Từ khi mà phát biểu xúc phạm các linh mục công giáo, kể cả cái quý vị còn nhớ cái uh, ngày lễ tình nhân đẹp đẽ của uh, truyền thống của Tây phương, ông ta cho rằng đây là một cái uh, biến thể về cuộc tình của những uh, linh mục và giáo dân, nó mới thành cái buổi lễ Valentine. Quý vị, lời xúc phạm trắng trợn này của Thích Nhật Từ, Cộng sản Việt Nam không hề khởi tố. Và ngay trên tòa cũng cái vụ án này luật sư đại diện cho thích nhật từ cũng công khai xúc phạm đạo thiên chúa khi đem đức giêsu vào trong đó và xúc phạm một cách công khai cũng không bị truy tố với điều luật hình sự 331 tại vì cái điều luật này chỉ áp dụng cho những ai không đồng ý hoặc những ai nằm ngoài tầm kiểm soát của đảng cộng sản cai trị trên đất nước việt nam và nó không áp dụng cho những kẻ phò chế độ, những kẻ su nịnh chế độ và những kẻ đứng về chế độ cai trị. Trong đó Thích Nhật Từ là kẻ đã đứng về chế độ cai trị. Tôi gọi Thích Nhật Từ là tôi gọi đích danh cái pháp danh ông ta tự chọn. Còn tên của ông ta là Trần Ngọc Thảo. Quý vị, đây rõ ràng là một cái phiên tòa mà quý vị thấy rõ ràng à, giống như người ta thường nói công lý Việt Nam giống như một cà trò hề hay là một anh hề thì đúng hơn. Quý vị, đây chính là một trong những cái điểm mà tôi đã từng nói tới với quý vị, tại sao liên hiệp Âu châu cho cộng sản Việt Nam là 7 năm để có một cái hệ thống pháp trị và một cái hệ thống tư pháp độc lập. Nếu như không, họ sẽ đánh thuế rất nặng vào mặt hàng của Việt Nam. Tại vì cái hệ thống pháp Tị này và cái cái hệ thống gọi là đảng trị này nó sử dụng cái hệ thống tòa án và tư pháp làm công cụ để trừng trị những ai mà đi ngược lại với cộng sản, những ai chống đối cái chủ nghĩa cộng sản và những ai nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống tòa án này là thứ công cụ của những kẻ cai trị chứ không phải là một cái nơi dành lại sự công bằng giống như những cái nền tư pháp độc lập của những quốc gia khác quý vị rõ ràng chưa và tôi đã từng nói với quý vị ngày nào mà cộng sản việt nam tiếp tục sử dụng tòa án và hệ thống tòa án cũng như các quan tòa có thể đảng thì quý vị họ sẽ bị giới hạn mặt hàng của họ ở các quốc gia trên thế giới bởi vì họ không phải là thành viên toàn diện của tổ chức wto đó là chuyện thứ nhất mà quý vị thấy được và tôi phân tích cho quý vị thấy cái sự phân biệt đối xử của cộng sản việt nam ngay trong cái điều luật 331 này, điều luật hình sự. OK. Bây giờ bước qua cái phần thứ hai của cái vấn đề. Nhiều người đã inbox cho tôi. Uh, inbox thì không đúng, tại vì tôi không có dùng Facebook mà email thì đúng hơn và comment ngay ở trên cái uh, trang community của tôi và kể cả cái uh, livestream của tôi kêu cứu với tỉnh thất bồng lai và là kêu chúng tôi làm. Tôi đã nói quý vị, ngay từ khúc đầu khi Cộng sản đã sử dụng cái đạo luật này. Thì quý vị, không ai thoát khỏi nanh vuốt của họ. Chưa có một cái trường hợp nào bị buộc tội 331 mà thoát được. Mà thoát được hết quý vị. Công an sử dụng cái đạo luật này để trấn áp người dân mà. Cho đó, cái cái phiên tòa này, chúng ta đã dự đoán trước kết quả. Chúng ta đã biết trước kết quả và thậm chí chúng ta cũng đã biết trước luôn cái bản án tù dành cho những người bị buộc tội ở cái điều luật 331 này. Nhưng quý vị, vụ án của Tịnh Thất Bồng Lai nó có thể là cái chiến thắng của kẻ cầm quyền ngay trong nước. Nhưng nó sẽ là một cái bằng chứng rõ ràng nhất ở trên cái chính trường quốc tế. Giống như tôi nói quý vị, đừng phải gấp tức là quý vị có thể kêu cứu, quý vị có thể uh, kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng quý vị kiên nhẫn, bởi vì tôi đã nói với quý vị ngay từ đầu, tịnh thất bồng lai sẽ là một trong những tội ác chứng minh tội ác của cộng sản, và chúng ta chờ đợi là sự thay đổi cái nền chính trị tại Hoa Kỳ để chúng ta có thể chính thức có được những cái chính sách cứng rắn hơn đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, bởi vì ngay bây giờ bên hành pháp của Joe Biden sẽ không làm bất cứ một điều gì. Không làm bất cứ một điều gì cả quý vị. Quý vị tưởng tượng những nhà tu một ông cụ 90 tuổi. Một ông cụ 90 tuổi bị kết án 5 năm tù chỉ vì một cái điều vớ vẩn và không rõ ràng. Quý vị so lại với cái chết của Kasugi của tờ Washington Post. Quý vị thấy một trời một vực vô cùng. Sự bức hại rất rõ ràng ngay trước mắt của tất cả mọi người trên thế giới. Do đó, cái việc mà vận động ở các cái quốc hội của các các quốc gia là chuyện mà người Việt ở hải ngoại sẽ làm. Những người ở Âu Châu, họ sẽ vận động và họ sẽ nộp cái hồ sơ này cho chính bà Michelle Bachelet, lãnh đạo của cái cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc và họ sẽ đưa cái vấn đề này trước cái nghị viện của Âu Châu gồm 27 quốc gia và đương nhiên ở tại úc thì cái chính quyền của Anthony Albanese cũng sẽ nhận được những cái lá đơn và những cái thư gửi đến cho họ yêu cầu trừng phạt cộng sản Việt Nam và đương nhiên ngoài kể cả Quốc hội Hoa Kỳ, quý vị đây là hành động chà đạp nhân quyền và trừng phạt đối với những ai có khuynh hướng đứng ngoài tầm kiểm soát của đảng cộng sản và quý vị quý vị nghe câu trả lời của cụ uh, hai câu trả lời mà tôi rất là thích bởi vì mặc dù 90 tuổi nhưng tôi cho rằng ổng vẫn còn minh mẫn và ổng vẫn còn đầy đủ bản lãnh của một người tu thiền thật sự câu thứ nhất khi hỏi ổng mặc cái áo nâu ông đã ghi danh với lại cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa? Ông nói thẳng luôn. Cái giáo hội Phật giáo Việt Nam không xứng đáng. Không xứng đáng thì việc gì tôi phải ghi danh với họ. Và câu thứ hai, một tên quan tòa hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Ông làm nghề gì? Cụ Lê Tường Vân trả lời, tôi 90 tuổi rồi. Ai mướn mà làm? Quý vị, ở Việt Nam về hưu 65 tuổi có ai hỏi người về hưu làm việc gì không? Một câu rất là ngớ ngẩn để gài đổ ổng. Tức là gài ổng là một người thất nghiệp Không có việc làm. Mà quý vị, một ông cụ 90 tuổi, người ta về hưu rồi, làm cái gì nữa? Quý vị, nội chúng ta nghe câu trả lời của cụ Lê Tường Vân cho thấy cái sự minh mẫn của một người tu tập. Thường thường ở cái tuổi này, là dễ bị à, mất trí nhớ lắm quý vị. Trong cơ thể một là bị lãng tai, nghe không rõ, hai là đầu óc không còn minh mẫn. Thường thường ở cái tuổi này là cái tuổi quá thọ rồi quý vị. Đúng chưa? Người ta gọi là thất thập cổ lai hi, tức là trên 70 đã là thọ rồi. Cụ sống tới 90 tuổi. Và quý vị, họ trả, ông trả lời rất minh mẫn và rõ ràng. Vụ án này tôi cũng liên tưởng tới cái vụ án Mỹ Đức Đồng Tâm. Lê Đình Kình, đảng viên của đảng Cộng sản, cũng 90 tuổi rồi. Mà nó nói là ổng gây nguy hại cho lực lượng an ninh. Nó nhào vào, nó giết ổng chết. Một ông già 90 tuổi, đe dọa gì được tới một thanh niên mà nó bắn chết ổng. Cụ Lê Tường Vân thì bị kết án ở cái tuổi 90. Quý vị, đây chính là những cái tội ác của Cộng sản. Nó sẽ được phơi bày. Đây là cái bước thua đầu tiên mà giống như tôi nói lùi một bước trời cao đất rộng. Cộng sản Việt Nam, họ khống chế hệ thống tòa án. Họ tạo cái chiến thắng cho họ ở trên cái tòa án của Cộng sản. Thì quý vị, họ sẽ thua trên mặt trận quốc tế. Họ sẽ thua trên mặt trận quốc tế bởi vì điều luật 331 này cộng sản áp dụng với dân tộc Việt Nam thì nó sẽ là một cái công cụ mà chúng tôi đang thúc đẩy để biến nó thành một cái tội ác chống nhân loại. Tức là chúng tôi sẽ không nói tới những việc kết án với những người này mà chúng tôi xem cái điều luật 331 mà cộng sản đang ban hành và buộc dân Việt Nam phải chịu phải chịu cái điều luật này. Và cái điều luật này là một cái công cụ để mà diệt chủng một cái công cụ chống con người. Nó là tội ác của nhân loại. Thì quý vị, cái điều này là cái điều mà chúng tôi vận động chứ không phải là vận động trả tự do cho cụ Lê Tùng Vân hay là vận động trả tự do cho những người khác. Mà chúng tôi vận động để các quốc gia lên án và xem cái điều luật 331 Bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam là một cái công cụ để uh, để mà à, à, là một cái công cụ tội ác chống con người rất rõ ràng chứ quý vị. Bởi vì bất kỳ ai sinh sống trên lãnh thổ của cộng sản của Việt Nam đều bị cộng sản Việt Nam dùng cái tội danh này để buộc tội rất nhiều những nhà tranh đấu đã bị buộc tội này. Thì bây giờ quý vị ngược lại thì chúng tôi sẽ dùng đúng cái đạo luật này để mà trình bày trước quốc hội của Hoa Kỳ. Và tôi tin rằng những khán giả của tôi tại Âu Châu cũng sẽ đem cái điều luật hình sự 331 của Cộng sản Việt Nam đưa ra trước nghị viện của Âu Châu, đưa ra trước Geneva, tức là ở cái văn phòng của Quỹ hội Dân quyền Liên Hợp Quốc mà người đứng đầu bây giờ là Michel Bachelet. Và đương nhiên quý vị, chúng tôi sẽ gõ cửa từng dân biểu của chúng tôi tại Mỹ để chứng minh đây là công cụ chống con người và tội ác chống con người. Ở cái này thì chúng ta mới giải quyết được cái gốc vấn đề. Còn bây giờ đi vận động trả tự do cho những người này quý vị. Nó gọi là cái ngọn của vấn đề. Mà cái ngọn này á, nhiều người trong cộng đồng đã bị đẩy bởi chính đảng Dân Chủ và những kẻ thỏa hiệp với đảng Dân Chủ ngay trong Tòa Tổng lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam. Ngay trong Tòa Tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở tại Việt Nam quý vị, xin lỗi. Và ngay trong Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam họ đã thỏa hiệp với phía công an do đó họ nói ô những cái này vi phạm luật pháp Việt Nam và đây là luật hình sự luật hình sự là gì quý vị criminal đó các bạn và họ dùng cái lý do này để họ không cần phải giải thích về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam thì lần này chúng ta sẽ làm việc với lại bên Quốc hội để họ mời <laughs> những nhân viên ngoại giao ở lãnh sự quán ở tòa đại sứ Hoa Kỳ và kể cả ông đại sứ bà đại sứ ở Hoa Kỳ lên giải thích giải thích cái điều luật này và tại sao cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì cái đạo luật này và được nó được xem là một thứ công cụ và hỏi thẳng bà bà có xem cái điều luật 331 là một công cụ chống con người hay không để coi bà trả lời ra sao. Bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam và tôi tin rằng tất cả những người Việt ở hải ngoại sẽ đồng loạt viết thư vào cho bà đại sứ tại Việt Nam, bà đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và chúng tôi sẽ cố gắng vận động ở bên quốc hội mời bà ra điều trần trước quốc hội và chúng ta không hỏi về tình trạng đàn áp, chúng ta không hỏi về cái trường hợp mà những người này bị buộc tội vào cái tội 331, chúng ta chỉ hỏi bà một câu thôi, bà có xem cái điều luật 331 này là công cụ tội ác chống con người hay không? Và cũng câu hỏi này chúng ta đặt với bà Michelle Bachelet, chủ tịch của Quỹ hội Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và chúng ta cũng sẽ đưa ra cái câu hỏi này với các nghị viên ở Nghị viện Âu Châu. Đây có phải là công cụ mà nhà cầm quyền dùng để mà có những cái tội ác chống con người hay không? Quý vị, chúng ta không đi theo cái ngọn nữa. Tức là những quý vị ở trong tỉnh thất Bồng Lai có thể sẽ sống nghiệt ngã vài năm trong tù và nhất là cụ Lê Tùng Vân năm nay 90 tuổi rồi, không biết là cụ còn sống khi bước ra khỏi nhà tù với bản án 5 năm tù hay không. Nhưng cộng sản sử dụng cái đạo luật này. Thì quý vị, chúng ta cũng sử dụng cái đạo luật này để đưa cộng sản vào danh sách diệt chủng journal Và danh sách này hay là danh sách của những cái à, à, kẻ cầm quyền mà có hành động tội ác chống con người. Đạo luật này có thể giúp cho cộng sản duy trì sự cai trị trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng đạo luật này cũng sẽ là cái con dao khiến cho cộng sản Việt Nam sẽ phải đối diện. và quý vị, đây là cái cách mà tôi nghĩ rằng là tất cả người Việt ở hải ngoại những người sống qua những cái chế độ à, có nền pháp trị rõ ràng. Quý vị đừng chạy theo cái ngọn vận động trả tự do cho những người tỉnh thất bồng lai. Bởi vì quý vị, chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ của những cái câu chuyện trước đó. Tập trung vào cái điều luật 331. Bởi vì điều luật này, đối với tôi hiện nay, nó là một cái công cụ mà đảng Cộng sản đã sử dụng để trấn áp, đàn áp bao nhiêu người đương nhiên quý vị những đạo luật này và đương nhiên những đạo luật khác nữa để cho thấy rằng đảng cộng sản đang sử dụng cái công cụ cai trị này để mà tiếp tục duy trì cái quyền cai trị và trấn áp gây sợ hãi cho công chúng bởi vì bất kỳ một người nào tại việt nam đều có thể bị quy tội quy chụp cái tội này cả kể cả quý vị phát biểu vu vơ trên mạng xã hội nó cũng nói là quý vị đã xúc phạm về tổ chức về À, tổ chức về à, à, Xúc phạm quyền lợi của nhà nước Và cá nhân Và hành động phân biệt đối xử này Trong khi đó quý vị Thích Nhật Từ Tức là Trần Ngọc Thảo công khai xúc phạm Thiên Chúa Giáo Rồi tên luật sư Biện hộ cho Thích Nhật Từ Cũng công khai xúc phạm Thiên Chúa Giáo Thì không bị kết tội 331 Thì chúng ta vạch ra cho cộng đồng quốc tế thấy chúng ta vạch ra cho những quốc hội các quốc gia thấy họ sử dụng đạo luật này chủ yếu là trấn áp những người nằm ngoài tầm kiểm soát của đảng cộng sản chứ họ không sử dụng đạo luật này cho những kẻ mà theo phò họ ủng hộ cho họ bằng chứng là thích nhật từ trần ngọc thảo là kẻ đã công khai xúc phạm rất nhiều lần những tổ chức cá nhân bằng những bài nói chuyện đó nhưng mà vẫn không bị kết tội và không bị truy tố. Và ngay trên tòa, tên luật sư này cũng công khai xúc phạm Thiên Chúa Giáo luôn. Nhưng cũng không bị kết tội và truy tố. Thì quý vị, cái thái độ phân biệt đối xử này có thể được xem tương tự như ở Tân Cương là hành động diệt chủng. Khi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã có hành động phân biệt đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Thì bây giờ tương tự như vậy, Cộng sản Việt Nam cũng đã có sự phân biệt đối xử đối với những người được xem là tôn giáo thiểu số bị loại ra khỏi cái cái xã hội Việt Nam và bị Cộng sản Việt Nam trừng phạt bởi vì không chịu dưới sự kiểm soát của cộng sản và cái uh, Thiền Am, cái Tịnh thất Bồng Lai họ đâu phải là ngôi chùa mà họ phải ghi danh với cái kẻ cai trị <laughs> họ là nơi tu tập riêng tư. Chứ họ đâu có phải là cái ngôi chùa công khai đâu. Mà phải xin giấy phép của chính quyền địa phương. Chừng nào họ xây cái chùa kìa. Họ nhận đây là một ngôi chùa, một ngôi tự. Đằng này họ chỉ là một cái tịnh thất. Tức là cái nơi tu tập riêng tư thôi. Quý vị, còn nhiều cái điều ở trong cái vụ án của tịnh thất Bộc Lai. Đám công an trong nước có, có quyền, có lực họ có thể làm bất kỳ điều gì. Bởi vì luật lệ nằm trong tay của họ. Nhưng mà bước ra sân quốc tế nó khác quý vị. Bước ra sân quốc tế nó có những tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế. Phải tuân thủ. Không thể biện minh bằng bất cứ điều gì. Do đó hai vấn đề ở trong cái vụ án tỉnh thất bọc lai có thể khiến cho Cộng sản Việt Nam sẽ bị trừng phạt. Và ngày hôm nay thì phía Cộng sản Việt Nam đã bị phía Hoa Kỳ chính thức xếp vào tình trạng những quốc gia có nạn buôn người rồi quý vị. Thì từ từ chúng ta sẽ xếp Cộng sản Việt Nam vào những quốc gia có hành động tội ác chống nhân loại. Đi từng bước một, chúng ta không gấp. Do đó quý vị, hành động của công an và cái uh, tòa án Viện Kiểm sát Nhân dân của Cộng sản Việt Nam đó là những cái công cụ tội ác chống con người những cái công cụ để thực hiện những tội ác chống con người. Chúng ta xem và chúng ta coi cái cái vụ án này là như vậy. Chứ đừng có kê đi kêu ca mà ô, oh, cứu tịnh thất bồng lai, cứu những người trong đó, làm sao cứu? Mà đây chính là cái vụ án mà giúp cho chúng ta có thể có những biện pháp trừng phạt với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Những kẻ cai trị bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đã vi phạm trầm trọng vào cái bản hiến chương phổ quát của Liên hiệp quốc mà chính trước đó cộng sản đã từng cam kết. Thì quý vị, những điều này chúng ta sẽ làm. Đương nhiên, phần lớn vẫn còn là cái vấn đề là các sự thỏa hiệp thôi. Chúng ta biết được sự thỏa hiệp này rồi nó cũng sẽ đi vào một cái chỗ nào đó về và chìm vào quên lãng. Nhưng ít nhất quý vị, khi mà chúng ta có được cái thế trở lại và chúng ta cứng rắn với những hành động này thì họ sẽ không thoát được. Và điều này, quý vị, viết thư và quý vị kêu gọi ngay cả những lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam gửi lá thư đó cho cọ lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam và kể cả những cái nghị viện văn phòng của Liên Hiệp Quốc và Quốc hội Hoa Kỳ để xem cái lần này Cộng sản Việt Nam sẽ phải giải thích như thế nào với cộng đồng quốc tế. Và quý vị, Chúng ta chờ xem như thế nào. Nếu mà cộng đồng người Việt ở hải ngoại thật sự thật sự muốn giúp cho tỉnh Thất Bồng Lai thì phải sử dụng cái vụ án chi tiết trong tỉnh Thất Bồng Lai vạch ra những cái luật lệ, những công cụ được xem là những công cụ tiếp tay để mà gây tội ác chống con người. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối và mong là quý vị sẽ tiếp tục theo dõi các cái chương trình của TNP Channel. Cảm ơn mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.